Mình thấy có một số kiểu người dùng MacBook như thế này nhá. Kiểu đầu tiên sẽ là kiểu mà người ta đã dùng quen về Windows rồi và bắt đầu chuyển sang dùng Mac. Sẽ có một số cái sự bỡ ngỡ hay là lấn cấn khi mà sử dụng sang một cái hệ điều hành mới đúng không? Hoặc là kiểu người dùng thứ hai đã dùng MacBook từ rất là lâu. Tuy nhiên là cần sử dụng một số các cái phần mềm mà chỉ chạy tốt ở trên Win, chứ còn trên macOS thì nó hỗ trợ không ok lắm. Đó. Vậy thì hai kiểu người này có một đặc điểm chung đó là đều cần sử dụng đến hệ điều hành Windows. Vậy thì có một chiếc MacBook ở đây nhưng mà lại cần dùng Windows. Thế tại sao không biến cái chiếc MacBook này thành một máy Windows nhỉ? Ok, mình là Trường, bắt đầu vào video thôi. Ok, cái cách mà mình muốn biến cái chiếc MacBook này trở thành Windows mình sẽ giới thiệu mọi người, đó là Parallel. Cái Parallel này ngày trước bên Mac One đã có một cái video hướng dẫn mọi người tải rồi, bản này đó là bản cũ. Còn hiện tại trong video này mình sẽ hướng dẫn bản mới nhất là bản Parallel 18. Bản này sẽ mượt hơn bản trước và cái cách cài của nó sẽ dễ dàng hơn và tỷ lệ thành công cho mọi người cũng sẽ cao hơn. Ok, bắt đầu ngay nhá. Link tải mình sẽ để ngay ở phía bên dưới để cho mọi người click vào và bắt đầu tải thôi. Một số lưu ý này, cái này nó sẽ là chạy giả lập song song ở trên máy Mac, tức là mọi người vẫn sẽ chạy macOS và sẽ có một cái desktop chạy Windows, là sẽ chạy song song cả hai cái. Ngày trước thì những cái bản đời thấp hơn nó có thể cài được luôn vào ổ Windows, tức là nó vừa chạy ổ Windows vừa chạy ổ Mac, nhưng mà trên những cái đời M1 như thế này thì chỉ cài được giả lập như thế này thôi nhá. Được rồi, tải cái file đó xuống rồi nhá, nó sẽ nằm ngay ở đây. Mọi người click vào cái Parallel này để cho nó chạy. Đây sẽ hiện Parallel zip này. Đó, ok. Thực ra thì nó đã hiện ra ở đây rồi, mình vừa bó cần mình làm lại lần nữa cho mọi người xem thôi. Đây. Đầu tiên chúng ta sẽ install cái Parallel này trước nhé. Install. Nó sẽ hỏi mật khẩu đấy. Chờ một xíu. Nhập mật khẩu vào thôi. Đấy, khi mà nó đã hiện lên Installation Assistant này rồi, mọi người kéo nó xuống đây, để đây nhá, đừng cất nó đi nhá. Ok, một bước nữa khá quan trọng nhá, mọi người nhớ cái file thuốc này mọi người kéo ra màn hình nến giúp mình này. Để nó ở đây, nhớ bước này nhá. Sau đó thì mọi người nhập một số lệnh giúp mình, để chạy được thì nó cần một vài lệnh đấy, thì mọi người vào Terminal nhá. Đầu tiên sẽ là lệnh sudo. Lệnh này khá ngắn nên mình sẽ gõ luôn cho mọi người. Mọi người lưu ý này, các cái lệnh thì mình sẽ đều để ở dưới phần mô tả để mọi người copy vào thôi. Nếu mà mọi người tự gõ vào có thể nó sai, nó sẽ không chạy đâu. Đây, cái lệnh này dễ thì mình sẽ tự gõ trước. Còn hai cái lệnh còn lại thì đây, mình copy sẵn ra ngoài rồi. Copy lệnh đầu tiên trước nhá. Enter. Và lệnh thứ hai. Enter vào nữa. Ok, thấy nó chạy ra như thế này rồi là được rồi đấy nhá. Mọi người có thể tắt được terminal rồi. Command Q. Mọi người tiếp tục bấm vào cái này nhá để bắt đầu cho nó chạy này. Đây, download in and install Windows 11. Install Windows thôi. Đoạn này sẽ khá là mất thời gian, tùy vào cái độ khỏe mạng nhà các bạn thế nào. Thì mạng ở đây thì cũng không phải là khỏe lắm đâu, nên mình xin phép tôi nhanh đoạn này nhá. A few minutes later. Đến đây thì mọi người chỉ việc enter và ok hết mọi thứ rồi nhá. Như mình vừa click ban nãy rồi đấy. Ok tiếp này, ok. Mà lại chờ. A few minutes later.
Đấy, rồi ok. Installation complete. Vậy là chúng ta đã hoàn thành được cái bước cài Windows 11 lên trên máy MacBook rồi nhá. Click to continue thôi. Accept mọi thứ giúp mình. Ok, vậy là được rồi đấy. X cái này đi. Mở lại lên giúp mình. Đó, vậy nó lên rồi. Tài khoản thì nó đang ở đây. Nếu mọi người muốn nó chân thực hơn thì có thể mở toàn màn hình ra nhá. Đấy, bây giờ trông nó có khác gì một cái máy Windows không nào? Tất cả các tác vụ gần như là giống y, không khác tí nào luôn. Vuốt ba ngón tay này. Vuốt ba ngón tay này sẽ giúp chúng ta trở lại một cái desktop ở bên này. Nó vẫn sẽ chạy là macOS. Vuốt lên và chọn Parallel Desktop là nó sẽ chuyển sang bên Windows. Chính vì là mình muốn nói thế nào nhỉ? Cái này nó sẽ là cái nó chạy song song với cả macOS. Vì vậy nên chúng ta cần nhiều RAM hơn cho cái bản Windows này. Khuyến khích cho mọi người cái bản tốt nhất thì sẽ là từ 16GB RAM trở lên nhé. Còn với các bản 8GB RAM thì nó cũng đã mượt hơn so với bản Parallel 17 rồi. Nó mượt hơn thôi, nhưng mà những cái tác vụ cơ bản thì là tốt. Còn cao hơn một chút thì nó vẫn sẽ hơi giật giật. Thì cái này khuyến khích những cái bản RAM cao mọi người nhá. Ok, vừa rồi là Parallel 18 ở trên MacBook. Hy vọng là qua video này mọi người sẽ có thể sử dụng Mac theo một cách mới mẻ hơn và tiện ích hơn nhá. Nếu thấy video này hay, hãy để lại một like, một đăng ký kênh cho Mac One. Cùng với đó, nếu có bất kỳ các cái ý kiến gì, mọi người có thể để lại ở phía bên dưới phần comment giúp mình nhá. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.